Bản tin kinh doanh và pháp luật. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình kinh doanh và pháp luật được thực hiện trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 do Bộ Tư pháp chủ trì, Đài tiếng nói Việt Nam và Công ty Alomedia phối hợp thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua chương trình kinh doanh và pháp luật đã nhận được thư xin tư vấn của một doanh nghiệp với nội dung như sau: Công ty A ký hợp đồng dịch vụ vận chuyển đa phương thức với công ty B để vận chuyển 10 triệu quyển sách từ Việt Nam giao cho trường đại học ở một số quốc gia. Điều kiện giao trả hàng là nguyên container, nguyên cặp trì cả đầu đi và đầu đến. Kết thúc việc giao trả hàng ở địa điểm đích, công ty B lập hóa đơn cùng các chứng từ khác yêu cầu công ty A thanh toán. Công ty A thừa nhận công ty B đã thực hiện giao đủ 40 container như hợp đồng, nhưng cho rằng chứng từ này không có sự xác nhận cụ thể của các trường đại học. Về về việc đã nhận đủ số lượng theo phụ lục hợp đồng về danh mục hàng hóa, tức là công ty B chưa thực hiện đầy đủ cam kết theo phụ lục hợp đồng nên công ty A đã từ chối thanh toán cho công ty B. Vậy lập luận của công ty A có cơ sở pháp lý hay không? Công ty B cần phải làm gì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình? Xung quanh vụ việc này, chương trình hôm nay đã có cuộc trao đổi với luật sư Bùi Văn Thành, trưởng văn phòng luật sư Mặt trời mới, trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam để giúp quý vị và các bạn cùng hiểu rõ. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin chào luật sư Bùi Văn Thành ạ. Thưa ông, theo tình huống vụ việc, công ty A từ chối thanh toán cho công ty B vì cho rằng công ty B chưa hoàn thành đầy đủ cam kết khi không có sự xác nhận của các trường đại học về việc nhận đủ số lượng theo phụ lục hợp đồng. Vậy lập luận này của công ty A có cơ sở pháp lý hay không ạ? Trước hết là chúng ta phải căn cứ vào cái bộ chứng từ mà bên công ty B, tức là công ty cung cấp dịch vụ logistics đã cung cấp cho bên coi như là khách hàng của công ty A. Thế như vậy là có một cái chứng từ rất là quan trọng đó là vận đơn và cái việc mà giao hàng của bên cung cấp dịch vụ logistics là phải căn cứ vào phần đơn chứ không thể căn cứ vào cái phụ lục hợp đồng hay là cái phụ lục của bên công ty A và công ty B ký kết với nhau. Đó là một cái quan hệ về mặt thương mại giữa công ty A và công ty B. Còn cái việc mà giao hàng tức là gì? Bên vận chuyển của cái phương thức vận tải đa phương thức này là giao là do khách hàng của bên công ty A và người ta giao hàng đó là gì theo cái bộ chứng từ mà trong đó có một cái chứng từ rất là quan trọng đó là vận đơn vậy thì trong cái vận đơn đó tại cái trang hai của vận đơn không có ghi là gì bên công ty b là công ty cung cấp dịch vụ logistics phải giao đủ là 10 triệu cái cuốn sách mà người ta chỉ giao là gì đủ hai nghìn container kẹp trì và cái việc kẹp trì đó là do công ty a là đóng gói và thực hiện tại cái cảng đi À, như vậy là gì trách nhiệm của bên công ty b đó là đã hoàn thành theo cái giao hàng đủ số lượng hàng theo vận đơn và chính vì vậy cho nên là tôi cho rằng là yêu cầu của bên công ty a là nó không có căn cứ vững chắc để có thể coi như là từ chối cái nghĩa vụ thanh toán phí dịch vụ logistics và cụ thể là cái phí vận tải đa phương thức ở đây Vâng, từ thực tiễn tư vấn cho các doanh nghiệp thì ông có lưu ý gì cho các bên khi ký kết hợp đồng vận tải đa phương thức hoặc là hợp đồng dịch vụ logistic thưa ông? Hợp đồng dịch vụ logistic là một cái loại hợp đồng rất là phức tạp. Trong đó nó có bao gồm cả về đối tượng, về nội dung, các cái thỏa thuận của các bên, cái dịch vụ của các bên đối với cái hợp đồng. Và một cái vấn đề phức tạp nữa đó là luật áp dụng, không những là chỉ là luật trong nước mà còn là luật quốc tế, luật nước ngoài, vân vân. Cho nên là khi mà giao kết hợp đồng dịch vụ logistics kể cả bên cung cấp dịch vụ logistics mà đặc biệt đối với các cái hàng tức là các cái bên yêu cầu cung cấp dịch vụ logistics thì tôi cho rằng là gì trước hết là chúng ta phải hiểu một cách rõ ràng một cách đầy đủ một cách chuyên nghiệp đối với cái yêu cầu của chúng ta đó là cái gì khi mà anh yêu cầu một bên cung cấp dịch vụ logistics thì yêu cầu đó là cái gì phải rõ ràng anh phải truyền đạt các cái thông tin đó một cách rõ ràng đầy đủ bởi vì bản chất của cái dịch vụ logistics là gì bên cung cấp dịch vụ logistics người ta chỉ thực hiện đúng đối với các cái chỉ dẫn của bên yêu cầu cung cấp dịch vụ logistics điều đó đã được quy định cả trong luật thương mại cả trong bộ luật hàng hải và cả trong các cái quy định pháp luật có liên quan bên yêu cầu cung cấp dịch vụ logistics phải cung cấp phải đưa ra các cái yêu cầu các cái chỉ dẫn một cách rõ ràng cho bên cung cấp dịch vụ logistics để từ đó bên logistics người ta thực hiện đúng và nếu như mà mình đưa ra những cái chỉ dẫn mà nó cũng đúng thì theo luật thương mại năm 2005 thì bên cung cấp dịch vụ logistics có những trường hợp người ta được miễn trách nhiệm đối với cái việc mà người ta cung cấp dịch vụ bên cung cấp dịch vụ logistics người ta có quyền có như định đoạt đối với cái hàng hóa để người ta coi như là bù trừ cái phí dịch vụ mà người ta đã thỏa thuận. Vâng xin được cảm ơn ông. Chương trình Kinh doanh và Pháp luật xin được trân trọng cảm ơn Bộ Tư pháp, Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ Pháp lý Liên ngành cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 đã hỗ trợ thực hiện. Mọi thông tin chi tiết và liên hệ quý vị vui lòng truy cập website www luật com Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.